Xin chào tất cả các bạn. Chào mừng các bác đã quay trở lại với kênh YouTube của Đỗ Hoàng Nhật các bác nhá. Video của em ngày hôm nay thì em sẽ lên cho các bác vài mã bếp từ đôi nhé các bác nhá, bếp từ đôi của Nhật đấy. Và em sẽ lên cho các bác vài mã đài nữa. Đấy, các bác xem video thì vui lòng cho xin một like, một chia sẻ. Bác nào chưa đăng ký kênh thì vui lòng cho xin một đăng ký kênh. Đấy, mọi thông tin chi tiết thì các bác liên hệ trực tiếp qua số điện thoại của em là 0968 634 298 các bác nhá. Đây. Đầu tiên thì em sẽ lên cho các bác mấy mã bếp từ đôi thôi, em không còn nhiều, còn mấy con thôi. Đấy. Lên cho các bác một em Izit Ozama này, công suất là 1.400 các nhá. Đấy, máy này công suất 1.400 hết. Đấy, giữ 2 giây thì bật này. Đấy. Bật bếp này này. Đấy, hẹn giờ luôn nhá, nóng rồi con nhá. Làm bếp to này, bếp to này thì có 3 chế độ, đây 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 chế độ này thì bật được hẹn giờ con nhá, đều nóng hết rồi. Đấy. Mã số đầu tiên 203 203 đó là lấy em để với giá là 1.400.000 các nhá. Đấy, 1.400.000. Đây. Tiếp theo lên cho các bác một em Izit Ozama này. Cảm ứng nhá, phím cảm ứng nhá. Đấy, này rất đẹp luôn. Công suất đều 1.400 hết các nhá. Đấy, sống nhá. Đấy. Cũng có hẹn giờ đầy đủ hết. Nóng rất nhanh luôn nhá. Đây. Tỏ này, cũng hẹn giờ đầy đủ hết này. Đấy. Đấy, phím cảm ứng này. Rất là đẹp các nhá. Izit Ozama. Mã này là mã số 204. 1.400.000 thôi. Đấy, 1.400.000 thôi nhá. Tất cả mặt hàng bên em các bác chuyển khoản hết thì em bao ship cho các bác nữa. Đấy. Các bác mà cọc thì các bác chịu phí ship nhá. Đấy. Đây em lên tiếp cho các bác một em nhỏ nhỏ này. Một em nhỏ nhỏ Sandor. Sẵn đo công suất cũng 1.400 các bác nhá. À, cũng dùng phím cảm ứng. Đây, giữ 3 giây này bật này các bác này. Đấy, vào đây. Đấy, sau chuyển chế độ. Đấy. Đấy, cũng hẹn giờ này các này. Đấy. Nó hẹn giờ nút bên cạnh này 00 này. Đấy. 1 phút, 2 phút này. Đấy. Nóng hết con nhá. Đấy, nóng hết. Săn đo. Đây. Bác nào lấy này, kem nhỏ nhỏ này. Mã này là mã số 205. Mã là lấy em để với giá là 1.200.000 nhé con nhá, 1.200.000. Đấy, các bác xem video ưng được mã nào liên hệ trực tiếp cho em qua số điện thoại là 0968 634 298 các bác nhá. Bây giờ thì em sẽ lên cho các bác vài mã đài.
Rồi, bắt đầu cassette coi nhá. Đây, đầu tiên thì lên cho các bác của em na này. Na này rất là to coi nhá. Rất là nặng luôn. Na quay sách chỗ ấy này, căng sắt luôn này. Natina RS 4350. Rất đẹp luôn, radio giải tần 90. Đủ nút, đủ anten coi nhá. Đấy. Rất là to và nặng. Đây có line in này. Tôi ăn được tôi ngủ được. Trước là tôi không ăn không ngủ được. Ai mà có bệnh dạ dày như tôi thì nên mua mà sử dụng. Vâng, là chúc mừng chú Minh. Sau khi dùng bình vị thái minh đã tìm ra lối thoát cho căn bệnh trào ngược dạ dày, viêm loét và đau dạ dày. Còn quý vị thính giả, nếu có bất cứ thắc mắc gì về bệnh, đừng quên gọi điện cho tổng đài miễn cước quen thuộc 1800 1273. Xin nhắc lại 1800 1273. Và ngay sau đây chúng ta cùng sang phần gì ạ? Vâng, chế tài xử phạt đối với hành vi gian lận bảo hiểm thất nghiệp được quy định rất rõ trong nghị định 12 năm 2022 của Chính phủ. Đấy, một em Natuna RS 4350, radio giải tần 90, bắt ngon lành quá nhá. Đấy, rất đẹp luôn hình thức này. Cassette em thấy nó chưa chạy đâu, về qua dọn cassette này nhá. Em phải mặt mũi còn đẹp luôn. Đây, mã này là mã số 206. Bắt đầu lấy thì em để với giá là 2,3 triệu có nhá, 2,3 triệu. Đây. Tiếp theo thì lên cho các bác một em này là một em bật đầu theo giả tần 108 này, rất đẹp luôn. Em này đẹp xuất sắc các bạn. Đây, mặt trên của nó này. Đủ nút, đủ anten, sáng sủa. Quá đẹp luôn. Đây này có dây nguồn liền quá nhá. Đấy. Có line in luôn. Đây line in này. Bắt radio cực kỳ ngon các bác nhá, giả tần 108 đấy. Đấy. Giờ cassette thấy nó có chạy luôn này. Không có băng ở đây. Băng này không biết có chạy được không. Đấy, rất là đẹp luôn. Radio giả tần 108. Hết băng. Tua ngon lành đó nhá. Đấy. Em này chạy ngon lành con nhá. Cái nút volume này nó hơi bẩn tí thôi. Các về các bác xin tí giờ V7 về các bác vệ sinh thôi. Đẹp luôn. Một em bật đầu theo. Rất là đẹp, radio giả tần 108. OT442 con nhá. Mình mà sau này như mới luôn. Đây, mã này là mã số 207. Bác nào lấy thì em để với giá là 1,4 triệu con nhá. Đấy. Đây, lên tiếp theo cho các bác một em Natuna này. Na em này là em RQ4050 các nhá, 4050. Em này hình thức còn ok. Đây line in này. Đủ nút, đủ anten các nhá. Về các bác lau chùi vệ sinh hàng nguyên chất bãi.
và các bạn, tôi là Thanh Huyền, người dẫn chương trình hôm nay. Thưa quý vị, thưa các bạn, sinh thời thì Chủ tịch Hồ Chí Minh đặc biệt quan tâm đến vấn đề đoàn kết dân tộc và tôn giáo. Trong tư tưởng của người, đại đoàn kết toàn dân tộc, tôn giáo là một nội dung cốt lõi, là sức mạnh. Đấy, hội am Natina là Q4050, radio dạ tần 90 hoạt động coi nhá. Cassette em thấy nó chưa chạy, vì em đã dọn cassette nhá. Đây, mã này là mã số 2208. Mã nào lấy thì em để với giá là 1.2 coi nhá. 1.2. Đấy, các bác xem video vui lòng cho xin một like, một chia sẻ. Bác nào chưa đăng ký kênh vui lòng cho xin đăng ký kênh. Đây. Tiếp theo lên cho các bác một em Toshiba này. Toshiba, chữ đây nó hơi phai đi một tí thôi nha. Đấy, dòng do thời gian rồi. Toshiba gì đây? RTSW400 các nhá. Đấy, đủ nút này. Anten này thì em xem nào. Anten này thì khả năng là em có cho các bác được cái khác nhá. Đấy. Mã này là Toshiba. Ôi, có line in này con này, em lại có line in này. Đấy, một em Sony CMS E20 các bác nhá, giả tần 108 này, rất là đẹp luôn. Cassette em thấy nó chưa chạy, radio thì hoạt động rồi các bác nhá. Đây, mã này là mã số 210, 650k. Đấy. Đây, lên tiếp cho các bác của em Sanyo U4W40 này. Em này rất là đẹp luôn các bác nhá. Đủ nút, đủ anten này. Cực kỳ đẹp luôn. Đấy, mặt mũi sáng sủa. Chỉ có thôi các bác. Cassette thấy chưa chạy. Đây, cassette bên này chạy đây. Ui, có chạy nhưng mà không ra tiếng các bạn. Nó kìa ấy. Đây. Xả cho các bác thôi. Em là rất đẹp luôn.
về cái mã chỉnh chọt nhá. Đây, mã này là mã số 211. Mã nào lấy thì em để giá là 700k. Đấy. Sanyo U4 rất đẹp luôn. Đây, tiếp theo lên cho các bác một em Hitachi TLK5100. Đủ nút, đủ anten các bác nhé. Về các bác lau chùi đi, hàm nguyên chất bãi. Radio giải tần 90. Kiểm soát các triệu chứng và biến chứng của suy thận như hù, đi tiểu thường xuyên, tăng tế tin liên huyết hoặc protein nhựa, ích thận dương, tin vui cho người bị suy thận. Nơi để các bức thần vương, giá tin liên huyết. Em Hitachi TLK5100 đủ nút đủ anten. Đấy. Radio dạ tần 90 hoạt động có nhá, cassette em thấy nó chưa chạy thôi. Đây mã này là mã số 212. Bác nào mà ưng em này thì em để với giá là 700k có nhá. Đấy, 700. Tiếp theo lên cho các bác một em Natuna RQ544 radio giả tần 90. Cái này rất đẹp luôn. Tiên tư dạy, rồi tập xóa, rồi cấp đa pháp nữa. Giảm các triệu chứng của viêm họng. Mà miền Nam Việt Nam là rất khó khăn, đạo ví dụ như hòa cao đài, đồng hòa. Đấy, em Natuna và Q544 rất là đẹp các bác nhá. Radio giả tần 90 hoạt động rồi. Cassette em thấy nó chưa chạy, về các bác dọn cassette nhá. Đây mã này là mã số 213. Mã nào mà ưng thì em để với giá là 800k các nhá, 800. Đấy. Tất cả mặt hàng bên em các bác chuyển khoản hết, em bao ship. Mã nào mà cọc thì các bác chịu phí ship. Và hàng khi hàng đến thì các bác phải kiểm tra hàng các bác nhá, kể cả là các bác kiểm, kể cả là khi các bác chuyển khoản hết hay là các bác cọc, các bác vẫn phải kiểm tra hàng nhá. Đấy, khi mà có mặt shipper ở đấy. Đây liên tiếp cho các bác một em Na này, mất cái logo ở đây thì ok, hai ốp cạnh này các bác nhá, ốp chrome ở hai cạnh này. Natuna RX5060 em này rất là đẹp các nhá, đủ nút đủ anten này. Đấy, radio giả tần 90 có line in nhá các nhá. Phận không thể tách rời của khối đại đoàn kết toàn dân tộc. Mời tiến sĩ Nguyễn Viết Chức và quý thính giả cùng nghe phóng sự do phóng viên chương trình thực hiện. Tỉnh Ninh Bình hiện có hai tôn giáo có đông tín đồ là Phật giáo và Công giáo. Thời gian qua, Ninh Bình đã đạt được nhiều thành tựu quan trọng trong. Headset còn chạy nhưng mà nó trùng dây quy ra các bạn. Trùng dây các nhá. Cái này trùng dây rồi. Đấy, các bác thay dây rất là rẻ thôi, chẳng đáng bao nhiêu đâu. Đây, mã này là mã số 214. Bao giờ lấy thì em để với giá là 1.3 các nhá, 1.3. Ở đây em có cái cặp này em xả cho các bác này. Bác nào thích cassette không này, em kéo một cặp này luôn này. Một cặp Natuna Panasonic. Cặp này là nghe cassette không nữa các nhá. 429, một cặp luôn. Đều bị gãy quay sách này các nhá. Xoay cách quay sách ở cạnh này, này. Hai con đều như vậy luôn, giống hệt nhau. Đấy. Thanh lý cho các bác luôn. Đây một con chiếu nắp pin nhá. Đấy. Giờ Q429 một cặp này. Cassette không. Đấy, bác nào có tí nghề về bác dọn dẹp nhá. Đây. Một cặp này, mã này mã số 215. Bác nào lấy em để với giá là 750.000. 215.
750 hai em. Đấy, hai em này. Đây. Ui giời. Ơ một tí cạnh này. À. Nên tiếp cho các bác một em này là một em Toshiba. Toshiba, đây cái này vẫn đang bung ra này. Tí giá lại cho các bác. RT8600S có line này, line out này con này. Đấy. Đủ nút đủ anten các nhá. Em này là dòng dây sách các nhá. Nếu bác nào có thì các bác có dây sách đây này. Trong phát triển kinh tế, chúng đã đoàn kết tương trợ nhau trong phát triển sản xuất công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp, dịch vụ, góp phần giải quyết việc làm, tạo thu nhập cho hàng nghìn lao động, trong đó có nhiều đồng bào Công giáo trên địa bàn. Ông Nguyễn Văn Quang, giám đốc công ty xuất nhập. Đấy, một em Toshiba. Radio giả tần 90, đủ nút, đủ anten có nhá, rất đẹp luôn. Đấy. Mã nào lấy này, mã này là mã số 216. Mã nào lấy thì em để với giá là 1 triệu 2 các nhá, 1 triệu 2. Đấy, em sẽ lên cho các bác một mã nữa thôi. Đấy. Đây. Lên tiếp cho các bác bọn em Zagam này. Zagam GR601. Giải tần này hơi bị nứt một tí con nhá. Nứt tí giải tần đây thôi. Đấy. Đủ nút, đủ anten con nhá. Có line này. Đấy. Nếu mắm thì mới cùng nhau thuận vợ thuận chồng tắt biển đấu cũng cả được chứ. Chứ một gia đình cũng thế, một dân tộc thì càng phải như thế, và nhất là dân tộc Việt Nam. Có thể nói là trong thăng trầm lịch sử chúng ta càng hiểu là có đoàn kết thì mới có trường tồn, có đoàn kết. Biến động chả có cái gì chắc chắn mà cực kỳ phức tạp, tương lai của chúng mình là mơ hồ. Chính vì vậy cho nên là đấy, Zagam GR601 hình thức còn ok các nhá, có line đầy đủ, radio dạ tần 90 hoạt động rồi. Cassette em thấy nó chưa chạy, về con dọn cassette nhá. Đây, mã này là mã số 217 950.000. Các bác xem video ưng mã nào liên hệ trực tiếp cho em qua số điện thoại là 0968 634 298 các nhá. Đấy, cảm ơn các bác đã quan tâm theo dõi và ủng hộ kênh của em. Xin chào các bác và hẹn các bác ở những video tiếp theo.